Binance is too big to fall. Câu nói trên được cha đẻ của blockchain Cardano, co-founder của Ethereum, Charles Hoskinson, phát biểu khi được hỏi về việc liệu Binance có đang gặp vấn đề gì không trong một buổi nói chuyện trên Twitter Space. Câu trả lời trên được Charles đưa ra mà không một chút chần chừ, theo sau đó là sự đồng ý của những người tham gia. Binance và cha đẻ của nó là CZ đã trở thành một thế lực khổng lồ cả trong và ngoài giới crypto. Đây là điều khó ai có thể chối cãi được. Tuy nhiên, một thực thể tập trung quá lớn trong một thị trường phi tập trung lại gợi nhắc ta về cú sụp đổ của Sam về đế chế FTX và Alameda. CZ đang được cộng đồng tung hô với hình tượng là vị anh hùng đã vạch trần các tội ác trong thị trường tiền điện tử. Điều đó lại cho thấy rằng niềm tin của người dùng đặt lên CZ Binance đơn giản là quá lớn. Trong phiên điều trần hồi sáng ngày 14 tháng 12 theo giờ Việt Nam của Quốc hội Mỹ đối với vụ việc của FTX, nghị sĩ Quốc hội Tom Emmer đã có phát biểu đáng chú ý. Đây là kết cục của sự tập trung, là sự thất bại của hiệu quả trong kinh doanh và tội ác của họ. Đây không phải là sự thất bại của công nghệ. Phi tập trung hóa chính là mấu chốt. Với sự bành trướng của CZ như hiện tại, liệu ta có nên bắt đầu đặt dấu hỏi về thế lực này? Hay đơn giản, CZ chính là người được chọn để dẫn dắt crypto đối với quỷ nguyên mới của công nghệ? Để trả lời được câu hỏi này, hãy cùng Spider Room chúng mình đến với bài viết Binance, người khổng lồ hay quả bom nổ chậm của crypto của tác giả Trường Sơn. CZ hay tên đầy đủ là Changpeng Zhao là cái tên không quá xa lạ đối với cộng đồng tiền điện tử Việt Nam hay trên toàn thế giới. Ông là người sáng lập ra đế chế Binance, sàn giao dịch tiền điện tử số 1 tại Việt Nam và trên toàn cầu. Trước khi chạm đến đỉnh cao của sự thành công hiện tại, CZ đã có một hành trình khá thú vị. CZ được sinh ra vào ngày 5 tháng 2 năm 1977 trong một gia đình có ba mẹ làm nghề giáo ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Cha của CZ là giáo sư nhưng đồng thời cũng là một tri thức tư sản. Gia đình của CZ quyết định di cư đến Vancouver, Canada vào năm 1984. Lúc đó, CZ đã phải đi làm để hỗ trợ kinh tế cho gia đình. Ban ngày, anh đi làm ở McDonald's và làm thêm ở cây xăng vào ban đêm. Không lâu sau, CZ gặp mối tình đầu của mình. Chiếc máy tính 280 DOS được người cha mua với giá là 7.000 đô đắt đỏ. Kể từ đó, Zhao đã thể hiện sự yêu thích với lập trình của mình. Sau này, anh đã cầm trong tay chiếc bằng ngành khoa học máy tính từ trường đại học McGill. CZ có công việc đầu tiên của mình trong sở giao dịch chứng khoán Tokyo. Anh đã tạo nên hệ thống khớp lệnh giao dịch đầu tiên ở cơ quan này. Sau đó, anh dành thời gian của mình tại Bloomberg Professional Service và trở thành trưởng ban phát triển giao dịch hợp đồng tương lai từ năm 2001 cho đến 2005. Nhưng tham vọng của CZ không cho phép anh dừng lại ở đó. Anh đã từ bỏ công việc ở Bloomberg dù đã được thăng chức và làm quản lý các nhóm ở New Jersey, London và Tokyo. Zhao đã cùng những người bạn của mình lập nên Fusion Systems, một hệ thống giao dịch nhanh cho các broker. CZ biết đến Bitcoin vào năm 2013 thông qua một nhà đầu tư mạo hiểm, đối thủ của anh trên bàn poker. Cơ duyên đến, CZ ngay lập tức tìm hiểu về thị trường này và gia nhập vào hàng ngũ phát triển ví điện tử blockchain.info, hiện tại là blockchain.com, chiếc ví lâu đời nhất của thế giới crypto cho đến ngày hôm nay. Sau một năm, Zhao đã rời công ty để đầu quân cho sàn giao dịch OKCoin với vị trí là CTO, giám đốc công nghệ. Kể từ khi CZ đến, OKCoin đã đạt được nhiều thành tựu ấn tượng như đứng đầu thị trường Trung Quốc và mở rộng sang mảng hợp đồng tương lai. Nhưng chỉ sau 9 tháng, mối quan hệ này đã tan vỡ do sự bất đồng quan điểm giữa CZ và ban lãnh đạo của OKCoin. Vậy là chỉ sau ít năm, Zhao đã có kinh nghiệm làm việc tại hai thái cực, tập trung Centralization và cả phi tập trung Decentralization của thị trường crypto. Cùng thời điểm này, CZ đã nung nấu tạo nên một sàn giao dịch thuần giao dịch cho các sàn điện tử cho riêng mình. Thời gian làm việc tại OKCoin đã giúp anh tìm hiểu về Bitcoin hay crypto, vốn là thị trường chưa có khung pháp lý. Nếu có sự dính líu của các tổ chức tài chính hay dòng tiền pháp định sẽ gây những rắc rối không nhỏ cho sau này. Vậy, làm sao có đủ tiền để bắt đầu? Nhưng may mắn thay, Vitalik đã có câu trả lời giúp cho CZ. Vào cái năm 2017, 2 năm sau khi blockchain Ethereum chính thức khởi chạy, số lượng dự án xây dựng nên chuỗi khối này ngày càng nhiều, dẫn đến vấn đề gọi vốn không chỉ là nỗi đau đầu của riêng CZ. Lúc này, hình thức ICO hay Initial Coin Offering phát hành coin lần đầu đã được ra đời. Giải thích đơn giản, ICO là việc bạn bỏ tiền đầu tư vào một dự án ở thời điểm sớm, gần như là chưa có gì hoặc sản phẩm mới chỉ nằm trên giấy. Đổi lại cho số tiền đó là một lượng coin hay token của dự án được định giá thấp. Nếu dự án này thành công trong tương lai, khoản đầu tư của bạn sẽ tăng gấp nhiều lần. Nếu dự án thất bại thì sẽ không có sau đó nữa.
làn sóng ICO năm 2017 đã kêu gọi được hơn 20 tỷ đô la vào thị trường crypto, chiếm một phần nhỏ trong số tiền đó có Binance của CZ. Vào tháng 7 năm 2017, Binance đã tiến hành ICO bán tổng cộng 100 triệu đồng BNB ở mức giá là 0,15 đô, thu về cho mình 15 triệu đô, đánh dấu bước khởi đầu của một thế lực cho đến ngày hôm nay. Nếu Archimedes cần có ai đó cho ông điểm tựa để nhấc bổng cả trái đất lên, thì CZ đã biết cách để tự tạo cho mình những điểm tựa và đưa cả thế giới crypto lên trên đôi vai của anh. CZ thường được đại chúng biết đến với tư cách là CEO của Binance, nhưng ngoài ra, anh còn có nhiều sản phẩm hơn như thế, như là mạng lưới BNB Chain, quỹ đầu tư Binance Labs hay ví phi tập trung Trust Wallet. Để hiểu được sức mạnh của CZ, hãy cùng mình điểm qua một vài thông tin của các sản phẩm trên nhé. Đầu tiên, Binance Labs được cộng đồng xem là quỹ cấp A trong thị trường crypto. Thành lập vào năm 2018, Binance Labs đến nay đã tham gia đầu tư cho hơn 200 dự án đến từ 25 quốc gia khác nhau. Khẩu vị đầu tư của quỹ khá đa dạng, trải dài từ DeFi, cơ sở hạ tầng cho đến GameFi. Nhưng điều làm nên thương hiệu của Binance Labs chính là ở phương thức đầu tư của quỹ. Không sử dụng phương pháp bơm thổi như Alameda Research, Binance Labs thường chọn dự án kỹ càng và có hỗ trợ, tham gia cùng phát triển. Cũng là nhờ cánh tay của Binance, các chương trình incubation của quỹ thu hút được rất nhiều dự án tiềm năng đến và thử sức. Đây cũng là nguồn dự án chính cho Binance Labs. Thứ hai, Trust Wallet là một trong những ví phi tập trung có mặt sớm trên thị trường với hơn 25 triệu users. Tuy CZ không phải là người xây dựng, nhưng anh đã mua lại mảnh ghép này vào tháng 7 năm 2018, một năm sau khi Trust Wallet ra đời. Định hướng ban đầu của Trust là tập trung vào thị trường điện thoại, nhưng hiện nay cũng đã ra mắt phiên bản máy tính. Gần đây, Trust Wallet vừa đón được một lượng dân di cư khá lớn xuất phát từ việc công ty mẹ của MetaMask, ví phi tập trung lớn nhất thị trường là Consensus, đã thay đổi điều khoản, cho phép MetaMask có những động thái theo dõi IP của người dùng. Điều này đã làm cho một bộ phận người dùng cảm thấy khá lo sợ và chuyển sang sử dụng Trust Wallet, chứng tỏ vị thế của Trust Wallet đâu đó chỉ đứng sau MetaMask, chiếc ví phổ biến nhất hiện tại. Thứ ba, BNB Chain được khởi chạy vào tháng 9 năm 2020. Cho đến nay, BNB Chain đó là blockchain có tổng tài sản khóa đứng thứ 3 trên thị trường, khoảng 4 tỷ đô la. Với 163 triệu người dùng và hơn 1.300 ứng dụng đang hoạt động trên chuỗi. Trong cộng đồng, BNB Chain để lại ấn tượng là blockchain có phí giao dịch rẻ, nhiều ứng dụng và rất ổn định. Đồng coin BNB còn gây ấn tượng ở việc giữ giá khi chỉ mới giảm khoảng 67% so với đỉnh giá. Trong khi Bitcoin và Ethereum đã giảm khoảng 75% và các đồng coin khác thì luôn tới trên 90%, có được khả năng này là nhờ cơ chế đốt rất mạnh tay mà BNB Chain đang sử dụng. Có hai cơ chế đốt hoạt động song song, cơ chế BEP95, cơ chế cho phép đốt các BNB theo thời gian thực. Theo đó, 10% BNB là phần thưởng cho mỗi khối sẽ được đốt, số còn lại sẽ được gửi tới validator. Cho tới nay, cơ chế này đã đốt được khoảng 142.700 BNB, tương đương là 54 triệu USD. Ngoài ra, mỗi quý sẽ có một lượng BNB được đốt, tính toán dựa trên lợi nhuận của Binance, giá của BNB, cung lưu hành BNB và số lượng khối được tạo thành. Ước tính, lượng BNB đốt mỗi quý sẽ có giá trị lên đến nửa tỷ Biden. Nhờ vào hai cơ chế đốt mạnh tay này, BNB đã trở thành đồng coin top giữ giá tốt nhất hiện tại. Ngoài ra, chúng ta có thể điểm mặt thêm một số sản phẩm Binance Pay, hỗ trợ phương thức thanh toán bằng crypto, Binance Academy, nền tảng cung cấp kiến thức cho người dùng, Binance NFT Marketplace, chợ giao dịch NFT, và Binance Charity, một tổ chức phi lợi nhuận thúc đẩy hoạt động quyên góp. Song, tất cả các mảnh ghép này chỉ xoay quanh một sản phẩm chính của CZ, sàn giao dịch Binance. Đa số chúng ta đều biết Binance là một gã khổng lồ, nhưng để có một cái nhìn khái quát nhất, chúng ta cần có những con số thống kê. Cụ thể, Binance đang hoạt động trên 100 quốc gia với 50 địa chỉ người dùng có thể lựa chọn sử dụng. Khối lượng giao dịch vào năm 2021 là 9,5 nghìn tỷ đô, chiếm hơn 2/3 khối lượng giao dịch của toàn thị trường, tăng hơn 7 lần so với năm 2020. Thu về 20 tỷ đô lợi nhuận vào năm 2021, gần gấp 3 lần so với con số 7 tỷ của Coinbase, sàn giao dịch đang đứng top 2, đạt được cột mốc 30 triệu người dùng vào đầu năm 2022 và hiện đang dự trữ khối lượng tài sản khoảng 55 tỏi Biden. Với ngần đó sản phẩm trong tay, CZ đã trở thành người đàn ông quyền lực bậc nhất thế giới crypto này. Người đàn ông 45 tuổi đang nắm trong tay khối tài sản khoảng 17,4 tỷ. Do ảnh hưởng từ thị trường, con số này giảm khoảng 3,7 lần so với 65 tỷ hồi đầu năm. Anh có mặt trong hai danh sách của Forbes là Billionaires năm 2022 đứng thứ 19 và Singapore 50 Richest là top 50 người giàu nhất của Singapore. Trong cộng đồng, CZ
là người có những cống hiến to nhất cho thị trường crypto, nhất là ở mảng luật pháp. CZ bỏ rất nhiều thời gian để đi đến nhiều quốc gia khác nhau nhằm thảo luận về một hành lang pháp lý cho thế giới tiền điện tử. Tháng 6 năm 2022, Chao đã dừng chân tại Việt Nam và có buổi thảo luận về chủ đề này. Với vị trí dẫn đầu ngành, CZ và Binance luôn là trung tâm của sự dò ngó, trong đó có cả những lời đồn thổi về sự sụp đổ của Binance. Có ý kiến cho rằng, cả CZ và Vitalik đều có xuất phát điểm rất giống nhau, đều cống hiến nhiều cho crypto. Tuy nhiên, hình ảnh của cả hai đang trái ngược nhau trong thời gian gần đây, khi Vitalik đang giảm dần tầm quan trọng của bản thân lên Ethereum, trao quyền đến cộng đồng, thì CZ và Binance càng ngày càng trở thành một thực thể quyền lực có tác động to lớn đến cả thị trường. Binance is too big to fall không chỉ là suy nghĩ của Charles hay các KOL khác mà là của cả số đông thị trường. Sau sự kiện của Sam và FTX, ở một mặt, CZ được tung hô như là một vị anh hùng đã vạch trần tội ác của kẻ lừa đảo. Nhưng bài học về lòng tin trong crypto là rất nhiều. Mới nhất chính là Sam, xa hơn một chút là Đỗ Quân với Terra Luna, hay quay ngược với quá khứ với sự sụp đổ của MT Gox, sàn giao dịch đứng đầu thị trường vào năm 2014. Những sự kiện trên là cái giá quá đắt để nhắc nhở chúng ta đừng nên tin tưởng ai hoàn toàn ở cái nơi mà đồng tiền là sức mạnh. Vậy nên, chẳng có lý do nào mà chúng ta lại chẳng nghi ngờ về CZ cả. Liệu anh có phải là người dẫn dắt thị trường này, hay chỉ là một kẻ giả mạo với nhiều chiêu trò đội lốt? Nếu anh thực sự là người tốt, liệu anh có đứng vững trước những chiêu trò xỉa sói của đối thủ? Ở góc độ cộng đồng, CZ được tôn là anh hùng sau khi vạch trần bê bối của FTX. Nhưng từ phía Sam, FTX hay xa hơn là cả cộng đồng nước Mỹ, họ lại xem anh là nguyên nhân của sự sụp đổ này. Mr. Wonderful Kevin O'Leary chưa bao giờ ngưng đổ lỗi cho CZ mỗi khi ông xuất hiện trên truyền thông đại chúng hay cả trước quốc hội. Điều này cũng không có gì quá bất ngờ, vì dù tội ác của Sam là không thể dung thứ, nhưng FTX đang mang trong mình hình ảnh của một giấc mơ nước Mỹ đại diện cho sức mạnh từ xứ sở cờ hoa. Đối diện với một sự thất bại trong vánh như vậy, họ chỉ còn có cách là xỉa sói lên CZ. Còn nhớ, ở bài viết trước, mình đã giới thiệu về thân thế của Sam, Caroline đặc biệt gần với giới chính trị của Mỹ đến như thế nào. Mới đây, Sam đã khẳng định điều đó. Sau khi bị dẫn độ từ nhà tù của Fox Hill, Bahamas về đến Mỹ, Sam lại được thả ra nhờ 250 triệu tiền bảo lãnh. Nên nhớ, net worth của Sam đã về mo và số tiền trong túi anh còn chưa đến 100.000 đô. Vậy có chăng một thế lực nào đó đã dàn xếp vụ việc này? Mới gần đây, chủ tịch của SEC là Gary Gensler bị phát hiện rằng ông đã biết tổng kế hoạch của Sam từ hồi 2019. Sau 3 năm FTX hoạt động, ít nhiều sợi dây liên kết với giới chính trị của Sam cũng sẽ phát triển. Vậy, khi CZ đụng đến Sam, vô tình anh đã chọc luôn cả giới chính trị đất Mỹ này. Truyền thông nước này cũng tấn công CZ mạnh hơn kể từ sau vụ việc của FTX. Hậu sự sụp đổ của FTX, CZ nhận ra anh cần phải hành động để gia tăng sự uy tín cũng như củng cố niềm tin từ người dùng. Do đó, Chao đã tạo ra khái niệm Proof of Reserves, POR, hay bằng chứng lưu trữ. Bằng chứng lưu trữ được sinh ra nhằm chứng minh rằng toàn bộ tài sản của người dùng trong sàn giao dịch vẫn được cất giữ an toàn. Sẽ có một bên thứ ba chịu trách nhiệm kiểm toán toàn bộ số tài sản này. Với Binance, đó là Mazars Audit Report, nhưng web Mazars đang sập nên chưa xem được. Đồng thời, Chao cũng kêu gọi các sàn giao dịch khác tung ra POR và được hưởng ứng khá nhiệt tình từ Halby, Crypto.com và nhiều bên khác. Thế nhưng mà, cái kỹ năng CZ vừa tung ra có vẻ đang phản ngược lại anh. Chỉ sau 10 ngày công bố bằng chứng kiểm toán tài sản, Mazars, công ty kiểm toán hỗ trợ Binance, lại thông báo sẽ chấm dứt hoạt động kiểm toán Proof of Reserve cho Binance. Thậm chí, website của công ty cũng đã bị shutdown cho đến thời điểm hiện tại. Điều này làm cho bằng chứng mà CZ tung ra cách đây không lâu lại trở nên vô dụng. Do đó, Binance phải gấp rút tìm một công ty khác để thực hiện lại quá trình này. Binance có thử liên hệ với Big Four trong ngành kiểm toán, nhưng lại nhận được cái lắc đầu. Ngạc nhiên nhất là Deloitte, một công ty cực kỳ cởi mở về blockchain, crypto, nhưng vẫn hồi đáp bằng sự từ chối. Thực tế, Binance đã công khai địa chỉ các ví tài sản. Do đó, ta có thể kiểm tra on-chain thông qua thông tin sản cung cấp, hoặc sử dụng các web tổng hợp như là Nansen. Tuy nhiên, có hai vấn đề. Đầu tiên, số lượng địa chỉ ví mà Binance cung cấp là quá lớn nên khó ai có thể tự tay kiểm tra toàn bộ tài sản được. Thứ hai, dữ liệu thông qua một bên thứ ba là hoàn toàn có thể bị thao túng. Thêm một điều đáng ngờ, cách đây hơn một tuần, Binance đang tích cực gom tiền từ các ví con của mình về ví nóng. Hành động được cho là nhằm phục vụ mục đích kiểm toán. Số giao dịch mà Binance tạo ra lên đến 1 triệu,
nhiều đến nỗi làm cho gas fee của mạng Ethereum nhảy vọt mà Binance phải đóng đến 889 Ethereum, tương đương 1 triệu USD cho phí gas. Vậy nên, câu hỏi mà nhiều người đang quan tâm là Binance có đang thực sự sở hữu khoảng 55 tỷ BDN bằng chứng lưu trữ như đã công bố hay không? Để trả lời chính xác, có lẽ chúng ta phải chờ kết quả kiểm toán mới mà thôi. Giữa dòng bão dư luận hướng về Binance ngày 14 tháng 12 vừa qua, Vitalik lại đăng một dòng tweet đầy ẩn ý. Bạn có thể ghét sự thật rằng X đang là một công ty độc quyền và chưa có đối thủ cạnh tranh. Đồng thời, tôi không hoàn toàn ghét bỏ X và tin rằng X bao gồm phần lớn là người tốt. Dường như ai cũng hiểu được X mà Vitalik đang nhắc đến ở đây có thể là CZ hay là Binance, một động thái nhằm xoa dịu những công kích đang hướng tới người bạn của mình, hay Justin Sun, một tỷ phú và là founder của Blockchain Tron, cũng đứng về phía của CZ. Anh đã gửi chơi trăm củ lên sàn để chứng tỏ lòng tin của mình dành cho Binance, anh còn gửi hẳn 2 lần cơ. Về phía người dùng, CZ và Binance luôn bình tĩnh đáp trả mọi mũi giá truyền thông hướng về phía mình. Hồi ngày 13 tháng 12, người dùng bắt đầu hô hào nhau rút tiền về ví phi tập trung khi thông tin Proof of Reserve của Binance chưa đáng tin cho lắm. Nhưng chỉ sau 1-2 ngày, Binance vẫn hoạt động bình thường. User hiểu rằng đây chỉ là FUD và lại chuyển tiền lên Binance như chưa có chuyện gì xảy ra. Cảm giác Binance hay CZ luôn đối mặt với các thông tin tiêu cực một cách rất bình tĩnh. Đó có thể là điều làm nên uy tín của đế chế này. Ngoài những lần đó ra, CZ đôi khi cũng biết cách để chơi trội. Binance mới đây đã thông báo sẽ đấu giá để mua lại tài sản của Voyager, một nền tảng cho vay phải phá sản hồi giữa năm do ảnh hưởng từ quỹ Three Arrows. Hiện, Binance đang trả giá cao nhất với số tiền là 1 tỷ đô la. Số tài sản sau khi mua được sẽ trả lại cho người dùng bị thiệt hại. Ai bảo anh tôi không có tiền đâu? Hiển nhiên, tin đồn Binance sụp đổ cũng bị cộng đồng cho vào quên lãng. Quãng thời gian bão tố vừa qua đã cho thấy được CZ là người khôn khéo đến thế nào. Trong tay là một sản phẩm rất tốt. CZ thật biết cách để sử dụng truyền thông, tận dụng FUD để nâng vị thế của mình lên cao và cao nữa. Nếu Binance vẫn tiếp tục giữ được phong độ, CZ vẫn vững chãi trước sóng gió của thị trường thì thật khó để nghĩ đến viễn cảnh ai đó sẽ có thể lật đổ được thế lực này. Hy vọng các bạn sẽ thích video lần này. Đừng quên like, share và subscribe ủng hộ cho chúng mình. Và nếu các bạn thích nội dung như trên thì đừng quên đăng nhập vào spiderroom.com để tìm đọc thêm. Mình là Summarize, xin chào và hẹn gặp lại. Peace!